Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục phát trực tiếp livestream tại cơ sở 6 Đồ Gỗ Hiền Lành. Mẫu sản phẩm đó là bộ hoành phi câu đối. Đây là hoành phi câu đối lồng cuốn thư được làm 100% chất liệu gỗ gụ Lào, tức là gỗ gụ nhập khẩu từ nước Lào. Chúng tôi xong mộc chúng tôi sẽ quay lại video clip giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc được biết. Cái mẫu sản phẩm này đang được bán chạy trên thị trường và cũng đang là thịnh hành nhất. Và video thì đang được quay trực tiếp tại cơ sở Đồ Gỗ Yên Lanh, cơ sở 6 đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Và hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào cái thông số cũng như là đường nét chi tiết. Chúng tôi cũng báo luôn, cái mẫu này là mẫu độc quyền của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh đã ra mẫu và vẽ mẫu. Hiện nay trên thị trường rất nhiều các cái cơ sở đồ gỗ đã chờ cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh đăng lên để lấy hình quảng cáo. Chúng tôi ra mẫu bức hoành phi mà quý vị và các bạn đang xem đây là có kích thước dài 1m97, chiều rộng 67. Và chiều dày của phần khung tranh là chúng tôi làm dày 7 phân, phần to là 10 phân và ván bên trong chúng tôi làm dày 3 phân, chạm 3 chữ Đức Lưu Quang bên trong chiếc cuốn thư. Khi quý khách mua bộ sản phẩm như này thì quý khách sẽ được lợi ích là 2 trong 1, đó là vừa kết hợp hoành phi và kết hợp cuốn thư. Và toàn bộ đường nét hoa văn do cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh đã ra mẫu và thiết kế thì nó chỉnh chu tới độ hoàn hảo, sắc sảo và được đục tay sắc nét 100%. Nét chữ thì bay bổng. Và câu đối chúng tôi làm dài 1m97, chiều rộng 28 và chiều dày là 4 phân. Bên trên chúng tôi chạm rơi rơi ngậm đồng tiền, hay còn gọi là ngũ phúc kim tiền. Mẫu này chúng tôi cũng thiết kế với cái dáng điệu rất là cong, nhìn nó uyển chuyển ngay từ phần đầu rơi, quý vị có thể theo dõi được. Một bên thì chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, một bên chúng tôi chạm Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Thì ý nghĩa là tổ tiên mà có công đức thì muôn đời là vinh hoa phú quý, mà con cháu Thảo Hiền thì suốt đời là được hưởng lộc của tổ tiên để lại, vinh hoa phú quý. Phía dưới này chúng tôi chạm lãng hoa quả đào, cũng được thiết kế nhỏ gọn so với phần rộng của bản câu đối thì nhìn nó sẽ uyển chuyển hơn. Toàn bộ câu đối là có phụ đề tiếng Việt. Thì quý khách mà không thích phụ đề tiếng Việt thì chúng tôi sẽ có các cái bản làm nguyên chữ Hán Nôm. Quý khách có nhu cầu mua các cái bộ sản phẩm hoành phi câu đối gỗ gụ như này, hãy liên hệ về với cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý khách. Đây cũng đang được đánh giá là cái mẫu thịnh hành nhất hiện nay và cũng là bộ sản phẩm bán chạy nhất tại cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh. Chúng tôi bán buôn bán lẻ trên toàn quốc, trung bình một tháng thì chúng tôi ra từ 100 tới 200 bộ như này cho các cái khách buôn tỉnh lẻ Hải Phòng, Thái Nguyên cũng như Hà Nội. Khi quý khách có thể gặp các cái nét cách dáng như này thì đó chính là đơn vị cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh đã ra mẫu và vẽ mẫu. Toàn bộ khung chúng tôi làm dày 3 phân, phần ván chúng tôi làm dày 3 phân và phần khung chúng tôi làm dày 7 phân. Tôi đang giới thiệu đây là hai mẫu hoành phi dài 1m97 và 2m17 để cho quý khách tham khảo. Quý khách có phòng thờ rộng thì quý khách nên dùng bức hoành phi dài 2m17. Nếu như phòng thờ hẹp hơn, quý khách có thể dùng bộ 1m97. Và nếu phòng thờ mà quý khách có thể rộng hơn nữa thì quý khách sẽ dùng tới kích thước 2m37 hoặc 2m6 hoặc 3m. Chúng tôi nhận đặt hàng theo yêu cầu. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh thì có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng sơn son thép vàng. Chúng tôi có nhận dát vàng 4 số 9 tại nhà thì giá thành nó sẽ cao hơn. Thì quý khách hãy cứ liên hệ về với chúng tôi. Đơn vị Đồ Gỗ Hiền Lanh làm đơn vị sản xuất trực tiếp không qua trung gian.
Và chúng tôi cũng khuyên quý khách là nên xem hàng mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Quý khách không nên mua cái hàng hoàn thiện sơn có sẵn vì quý khách không thể biết được đó là chất liệu gỗ từ nước nào. Hiện nay đang tràn ngập các cái loại gỗ giá rẻ trên thị trường nhập khẩu từ châu Phi và châu Mỹ về rất nhiều. Quý khách hãy cứ liên hệ về Zalo 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật được